Bà Hoàng Mặc Mộc khiến fan bất ngờ vì đã là mẹ một con. Chấn động, bà chính quyết định rời tim tủng cùi bắp và lời đồn thất thiệt. Dàn bê trắp chấn động lễ tân hôn của Vuka và Kim Tuấn Kiệt. Hot girl ảnh thẻ ngày ấy xinh đẹp nhưng vẫn bị chê vì lý do này. Phản ứng trái ngược của khán giả về năm sân khấu đầu tiên tại Đạp Dốc. Bà Hoàng Mặc Mộc khiến fan bất ngờ vì đã là mẹ một con. À, bây giờ đã là vợ người ta, các anh không còn phải xếp hàng nữa rồi. TikToker Avi là cô nàng từng rất nổi tiếng cách đây một năm. Cô nàng viral nhờ vào chiếc video nhép giọng cùng với gương mặt mộc đậm nét gái xinh. Nụ cười duyên cùng hai đồng điếu dưới khóe miệng cũng khiến cô nàng nhận lại vô vàn lời khen từ dân cư mẫn thời điểm ấy. Chiếc video chỉ vỏn vẹn 14 giây nhưng lại thu về hơn 20 triệu mắt xem, quả là con số khủng khiếp. Những thời gian sau, Avi cũng thường hay chia sẻ cuộc sống của cô khi công khai bạn trai. Và bất ngờ cô nàng đăng tải chiếc video đi chụp ảnh cưới khiến cho các anh chàng ngày ấy đòi xếp hàng cũng phải ngỡ ngàng. Cách đây vài ngày, cô nàng đã đăng tải chiếc video bồng con trong siêu yêu. Phía dưới phần bình luận, khán giả tỏ ra bất ngờ vì cô nàng một mặt ngày ấy giờ đã trở thành mẹ một con. Kèo này dù có ba bít hay sổ hộ nghèo thì cũng không có cơ hội nữa rồi. Chấn động, bà chính quyết định rời tim tủng cùi bắp và lời đồn thất thiệt. Câu trả lời của bà chính khiến khán giả sốc tận ốc. Mới đây, trên nền tảng TikTok vừa lan truyền những thông tin về việc bà chính trong team hài của TikToker Tủng cùi bắp quyết định rời team và chọn một hướng đi mới. Những thành viên trong team cũng đã lên tiếng và tỏ ra rất buồn đối với quyết định lần này của bà chính. Nhưng chưa dừng lại ở đó, điều đáng nói ở đây là có rất nhiều thông tin thất thiệt xoay quanh nhân vật này. Có nhiều tài khoản đã lên bài và cho rằng bà chính đã mất. Tuy nhiên, cũng có nhiều khán giả đã lên tiếng bảo vệ và phản ánh lại những thông tin sai sự thật trên. Hiện tại team của Tủng cùi bắp cũng rất tiếc nuối cho nhân vật này, vì sự hiện diện của bà chính đã góp phần cho những series hài của Tủng cùi bắp thêm phần viral trên mạng xã hội. Về thông tin sai sự thật kia, hiện tại bà chính cũng đã có clip lên tiếng và phản bác lại khán giả. Câu trả lời khiến khán giả cũng phải há hốc mồm vì không ngờ tới. Đây nè. Nó ghi thiếu chữ rồi đó em. Sao thiếu gì vậy? Thiếu chữ Trinh đó. Thiếu chữ Trinh đó. Ủa, bà chính Phương Phương mất chữ đấy. Sao kỳ vậy trời? Mệt quá. Dàn bê trắp chấn động lễ tân hôn của Vuka và Kim Tuấn Kiệt. Dàn sao Vbiz đình đám 10 điểm không có nhưng. Sáng ngày 1 tháng 11, lễ tân hôn của Vuka và Kim Tuấn Kiệt đã chính thức diễn ra. Dù cặp đôi hiện tại chưa đăng ảnh trong ngày trọng đại, nhưng mới đây ST Sơn Thạch đã khéo léo hé lộ dàn bê trắp cực hùng hậu của Kim Tuấn Kiệt. Trong khung hình, dễ dàng nhận thấy chú rể Kim Tuấn Kiệt đã mặc một chiếc áo dài màu hồng phấn có họa tiết thiêu tay đầy nổi bật. Anh chàng nở nụ cười đầy rạng rỡ, ngập tràn hạnh phúc khi chính thức được rước Vuka về dinh. Bên cạnh đó, dàn sao Vbiz đình đám bao gồm Trương Thế Vinh, Ngô Kiến Huy, Dung Phạm, Song Luân, Duy Khánh, ST Sơn Thạch, Anh Tú đã xuất hiện trong đội hình bê trắp. Về đội hình bê trắp nhà gái, Thúy Ngân, Nguyên Thảo, Lily, Bảo Ngọc, Quỳnh Anh, vợ streamer Chris Phan cùng hội chị em thân thiết của cô dâu đều diện áo dài trắng, trang điểm xinh xắn và vui vẻ chụp hình cùng với các chàng trai bên nhà trai. Trước thềm đám cưới, hiện tại Vuka và Kim Tuấn Kiệt đều đang vô cùng bận rộn với nhiều đầu việc khác nhau. Tuy nhiên, nữ diễn viên từng thẳng thắn cho biết rằng cô muốn tự tay chuẩn bị cho ngày trọng đại của bản thân. Vuka đã khéo léo khoe cho người hâm mộ một góc nhỏ trong không gian diễn ra lễ tân hôn, và cô cũng từng đến một tiệm váy cưới nổi tiếng để thử váy. Hiện tại bộ váy nữ diễn viên sẽ mặc trong đám cưới vẫn là điều bí ẩn. Hot girl ảnh thẻ ngày ấy xinh đẹp nhưng vẫn bị chê vì lý do này. Lê Lý Lan Hương tất cả đều hoàn hảo nhưng vẫn có một lý do để chê. Nói đến những cô nàng hot girl nổi tiếng chỉ sau một đêm, không thể không nhắc tới Lê Lý Lan Hương. Cô được mọi người biết đến nhờ bức ảnh thẻ siêu xinh, được dân tình ưu ái đặt cho cái tên hot girl ảnh thẻ. Từ khi nổi tiếng, cuộc sống của cô nàng đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực. Dẫu vậy, trước đây cô chưa có phong cách nhất định, bị chê là quê mùa. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lan Hương theo đuổi công việc kinh doanh. Bên cạnh đó, cô vẫn nhận lời làm một số công việc liên quan đến nghệ thuật như mẫu ảnh, tham gia đóng quảng cáo cho các nhãn hàng. Từ đó, cô cũng đầu tư hơn cho váy áo để hoàn thiện phong cách và vẻ bề ngoài theo năm tháng. Nhưng tới nay, cô được dân tình ưu ái, mến mộ vì vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, không góc chết. Phải nói có làm gì cũng đẹp ngoại trừ một thứ không thể thay đổi được, đó là nhảy đơ. Mặc dù các động tác không chật nhịp nào nhưng nhìn cứ sai sai ở đâu ấy. Nhưng mà chị này tôi khuyên thật, chỉ nên để ngắm thôi chứ đừng để cho nhảy. Đúng là người có thù với nhảy mà hi hi. Nhưng mà coi vẫn cứ cuốn cuốn làm sao ấy nhỉ. Coi riết cái nghiện luôn á, chớ đùa. Còn mấy ní thấy sao nè. Phản ứng trái ngược của khán giả về năm sân khấu đầu tiên tại Đạp Gió, phần mở màn của các chị đẹp nhận về nhiều ý kiến của khán giả. Người được khen hết lời, người bị chê không thương tiếc. Ai là người sở hữu sân khấu solo đỉnh nhất tập 1? Mới đây, chị đẹp Đạp Gió Trẻ Sống, chương trình truyền hình thực tế được mong chờ bậc nhất hiện tại đã chính thức được lên sóng.
Trong tập đầu tiên, 30 chị đẹp ở nhiều độ tuổi khác nhau đã hội ngộ và có vô vàn phản ứng thú vị để khán giả theo dõi. Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý nhất của show vẫn là những màn trình diễn, năm sân khấu đầu tiên với nhiều tranh luận. Những chị đẹp tự ứng cử mình làm trưởng nhóm trong vòng công diễn đầu tiên sẽ phải xuất trận trước bằng màn biểu diễn solo. Tập 1 hé lộ sân khấu của năm chị đẹp: Thu Phương, Lệ Quyên, Diệp Lâm Anh, Ninh Dương Lan Ngọc và Hờ Hen Nie. Mỗi chị đẹp đều lựa chọn một chiến lược ra mắt khác nhau, mang đến năm sân khấu đầy bùng nổ và phát huy tối đa sở trường của mình. Thu Phương xứng danh chị đại của show. Hiện tại, sân khấu biểu diễn nhận về nhiều lượt xem nhất chính là mashup hai ca khúc Xin Lỗi và Lần Cuối do chị đại Thu Phương thể hiện. Chọn biểu diễn hai ca khúc viral giới trẻ của Ngọc được xem là một quyết định vô cùng liều lĩnh và táo bạo của Thu Phương. Qua cách xử lý và giọng ca từng trải của Thu Phương, Xin Lỗi và Lần Cuối như được khoác tấm áo mới, có cái hay riêng biệt so với bản gốc. Đây cũng là cách nữ ca sĩ kết nối với khán giả trẻ. Màn cover nhận được nhiều phản ứng tích cực sau khi tập 1 lên sóng. Sân khấu của Thu Phương không cần vũ đạo lộn nhào hay khoe vocal vẫn đủ gây sốt mạng xã hội. Thu Phương thu hút khán giả bởi giọng ca tinh tế, cách cài cắm cảm xúc qua từng nốt rung đã mang về cơn mưa lời khen cho màn công diễn đầu tiên. Ninh Dương Lan Ngọc, xung phong diễn đầu tiên nhưng đứng cuối bảng, là một trong những nhân tố được quan tâm nhất khi tham gia show. Ninh Dương Lan Ngọc cũng mang đến một sân khấu đầy tinh nghịch nhưng cũng khoe được khả năng vũ đạo của một quán quân bước nhảy hoàng vũ. Dù đã cố gắng luyện tập nhưng giọng hát của cô vẫn không thể làm hài lòng một số khán giả. Giọng hát của cô vẫn còn bị chê vì quá yếu, mỏng và không đủ cảm xúc. Tuy nhiên, vì là người mở màn và có màn thể hiện vũ đạo vô cùng đẹp mắt, nên chị đẹp Lan Ngọc vẫn được đông đảo mọi người ủng hộ. Lệ Quyên bị nhận xét là quá an toàn. Ngoài Thu Phương thì Lệ Quyên là chị đại còn lại biểu diễn trong tập 1 vừa qua. Thể hiện ca khúc Nếu Em Được Lựa Chọn, Lệ Quyên đã mang đến màn biểu diễn vô cùng ấn tượng. Tuy nhiên lại bị nhận xét là quá an toàn khi đây đã là bản hit quá quen thuộc của chị đại này. Một trong những khoảnh khắc viral mạng xã hội phải kể đến màn phát cẩu lương của Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu. Việc cặp đôi thể hiện tình cảm lại không nhận được nhiều sự đồng tình của dân mạng. Một số ý kiến cho rằng hành động của cả hai có phần hơi lố hay ố dề, cũng như khẳng định công việc phải ra công việc, tình yêu ra tình yêu. Hờ Hen Nie, một nhân tố thú vị. Hoa hậu Hờ Hen Nie cũng là một nhân tố thú vị trong tập 1 khi lựa chọn ca khúc Tiếng Mẹ Đẻ là Bung Dung Văn để thể hiện. Cô nàng mang đến nguồn năng lượng tích cực thông qua giai điệu, vũ đạo cùng bằng tung chim cực bất ngờ trên sân khấu. Đầu tư vô cùng kỹ lưỡng, Hờ Hen Nie chính là người gây ấn tượng bậc nhất trong tập này. Diệp Lâm Anh khoe vũ đạo cực đỉnh, mang đến sân khấu với vũ đạo I Will Survive. Diệp Lâm Anh làm dân tình ngỡ ngàng bởi khả năng vũ đạo thành thục của mình. Thời gian qua, cô có cuộc sống hôn nhân ồn ào và công việc kinh doanh thành công, nhiều khán giả dần quên quá khứ làm vũ công của Diệp Lâm Anh. Dù lâu không biểu diễn, Diệp Lâm Anh vẫn sở hữu kỹ năng rất tốt, những bước nhảy chắc chắn, động tác khó, phức tạp khi vừa xoạc chân, trường bò đã được phát huy hết sức. Tuy là người có những bước vũ đạo đẹp nhất tập 1 nhưng có lẽ với khán giả thì nhảy thôi là chưa đủ.